dẻ là loại cây trồng lấy hạt và hạt dẻ là món ăn ưa thích của nhiều người bởi hương thơm và nhiều chất dinh dưỡng, đồng thời có giá trị kinh tế cao. Trên diện tích gần 30 hecta cây dẻ lấy hạt được chính quyền huyện Nam Rông hỗ trợ cho bà con về giống, kỹ thuật để trồng sen trong vườn cà phê của các hộ dân và hiện đang được giao cho Ban Quản lý rừng Seroboc triển khai thực hiện. Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thích hợp, dễ chăm sóc, sau hơn 2 năm, loại cây trồng này phát triển tốt tại địa phương sau khi triển khai thử nghiệm đạt hiệu quả cao huyện đông rông sẽ nhân rộng mô hình trồng sen cây dẻ lấy hạt trong vườn cà phê nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân